Ôi, ôi, ôi. Ôi giời. Mẹ, nó đó bạn. Chết. Trời ơi, ngầu vãi cứt ra luôn. Trời ơi. Và các bạn có thể thiết là đây là Call of Duty phiên bản thử nha các bạn. Đấy, ngon. Phiên bản thử nghiệm và mình là người được chọn trong 50.000 người các bạn, ngon không? Và đó là lý do tại sao mình có ở đây nè các bạn, test game cho các bạn coi nè. Có lẽ có mấy người test game trước rồi. Tại VNG nó hơi chậm chút xíu. Xanh mày. Chạy hộ tao cái. Có mấy cái skill nè các bạn, là mình cũng chưa chơi game này, mình mới thử cái này thôi nè các bạn. Đây là lần đầu mình chơi luôn á. Mình nghe nói thôi các bạn, mình nghe nói. Một thằng. Mấy này mang boss gài á, vãi. Hết đạn rồi. Có skill này hay lắm nè, mình thích nhất cái skill này nè các bạn. Hey, what happened? Ủa, cái đó là team mình hay team nói vậy? Mày bưởi, sợ liền lại à. Đủ ngon. Ở đồ tự mình điều khiển được chứ. Không ngờ là chỉ là mấy cái drone tầm thường thôi các bạn. Vãi xịt. Mày sợ không đỉ. Mé mày. Đâu, còn nào nữa, ra nốt đi. Mày. Sợ chó. Bị bắn rồi bạn, bắn đâu á, sắp chết rồi nè. Rủa xuống mày. Để đó và không nói gì. Đâu, còn nào nữa, ra nốt đi. Đây nè. Những hai lần nút ngồi là trượt. Nói mấy cái quá, nói mấy cái mà người ta biết không à. Bơm đi, bơm đi. Bơm đi. Trời ơi, đẹp không, quá đẹp luôn. Trời ơi. Mày bắn ai? Mày bắn ăn đi. Ủa chết rồi hả? Đâu? Ui má hai thằng luôn. Không mở nữa, chơi ngu. Đâu còn thiếm nào nữa. Tốc độ ơi. Ui ui ui. Ui. Ui, từ từ nha. Ui. Ui. Mày lên. Assassin's Creed nè. Assassin's Creed đâu rồi? Ồ, mày đâu, mày đâu? Ủa đó. Mà móc mắt quăng luôn á, đủ xanh á. Vãi cứt thiệt. Yeah. What the f***? Lẹ lên, lẹ lên. Vô. Ở đâu nữa ta? Oh shit. Mày chơi ai con đĩ? Đố má. Còn đâu nữa? Sao trượt ngắn quá nha? Có vẻ trượt hơi ngắn. Trời ơi. Easy. Hai cái sọ. Ôi. Mày tuổi. Mày thấy tao đang ngồi không? Chơi chết mẹ nó. Chơi chết mẹ nó. Trời ơi. Win. Yes. Các bạn có thể thấy là cấp 7 mình sẽ có Battle Royale nha bạn. Sau khi mình làm cái review lẹ về game Call of Duty mà phiên bản Việt Nam thì mình sẽ chơi lên cấp 7 và vô cửa hàng. Có gì mới không đó, nó sẽ có 4A4 rực rỡ, AK117, bla bla các thứ thấy không. Con này là xe. Ngon bạn, cũng được bạn nè, con này cũng đẹp phết nè. Đố, ngầu nha, to đúng luôn. Nó sẽ rồi, nó sẽ có một vài thứ như là thuyền, dù bay, đồ bay nè, school này gì đó mình không biết. Chơi lần đầu mà bạn, còn mấy cái này là súng xịn, ở gì đó. Lần này bắn người nữa bạn ơi. Ngon, nãy giờ mình bắn vô mà mình quên quay với bạn, khốn nạn không. Và mình, nhà mình ở gần đường lộ mà mình cũng đang ngồi ngoài đường lộ, ấy là mình nhà ngồi gần ngoài các bạn nên xe nó hơi ồn xíu. Nó gọi là quá ồn luôn á. Ủa nãy nhớ nhiều người lắm mà ta. Đâu hết rồi, đây. Này thằng. Ui má, ở đâu mẹ à. Không mở nó. Đông ấy cứt ra luôn á. Bắn khá là vui luôn á. Này chơi với anh em mình nó khá kiểu hành động vậy. Cũng hay. Vui. Một thằng. Ê, nó súng nhắm. Mày xạo súng nhắm hơn đỉ. Ôi. Mày xạo chết nữa. Ôi. Trời. Chết luôn.
cứu trợ coi. Đâu còn đâu nữa. Ui à, bắn cái tâm nó lạch ra kìa bạn. Đi cái thế nha. Đâu nữa, ra đủ ra hết đi, tao bắn chết cho. Ít mà. Ui ba thằng luôn hả? Đấy đằng sau nữa chứ. Cày thế. Đồ mày ơi, tốc độ mày ơi. Ui, ui, ui. Ôi giời. Mẹ. Nó đó bạn. Chết. Trời ơi, ngầu phải cứt ra luôn. Trời ơi. Nè, coi nè các bạn. Coi nè, lết nè, lết nè. Đó. Xạo ha con đỉ. Đủ mẹ. Ok, ok. Trận mới, trận mới. Rồi, người rồi, người rồi bạn ơi. Người rồi, người bắn ghê rồi. Giờ mà nó tốc độ thế nha. Mày xạo con đỉ. Đi. Sao nhảy qua được bên đây vậy? Có người rồi bạn, bắn căng hơn rồi đó bạn. Mày xạo no good no he, no good no he. Khó nhìn thế nha. Chết đi. Ui má ơi. Cây nha, cây nha, cây nha. Trả thù rồi bạn ơi, trả thù nè. Sao nó ra cái nó chết liền vậy? Cần hết, bố mày cần, bố mày cần, bố mày cần, bố mày gánh, bố mày gánh. Tiếp tục, tiếp tục. Thâu chạy luôn. Ôi mình vừa ấn luôn bạn, khúc nạn không? Mấy nó cũng ấn luôn. Trời ơi, bắn cái gì vậy? Bắn cái gì vậy? Bắn cái gì vậy? Súng lửa. Rồi, cứu con. Ôi nó không chết luôn kìa. Không chết sao được, cứ bố lại. Oh shit. Holy shit. Vá liền xuống lửa. Cay thế nha. Cay thật sự nha. Vô đó chỉ có chết. Hết đi. Tuổi liền. Ủa thua rồi. Ôi vãi thiệt.